Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Lắng Gió Vùng Cao. Tiếp tục như lịch hẹn thì hôm nay mình lại ra khu vực chợ lan rừng cây cảnh này. Thứ nhất là để quay cho bạn xem hôm nay là chợ lan rừng cây cảnh có những cái loại lan rừng gì này, có những loại cây cảnh gì này, có những loại gỗ lũa gì các bạn ạ. Gỗ lũa rồi là gỗ lù nhá các bạn nhá, rất nhiều thể loại. Đầu tiên mình ra đấy là mình sẽ quay cho bạn xem về diễn biến ở chợ lan rừng cây cảnh có cái điều gì đặc biệt này và có những loại đẹp nào để cho bạn xem này. Và thứ hai là mình cũng đi lấy một số loại lan rừng này, cây cảnh này, rồi những loại gỗ lũa, gỗ lù, nói chung là tân tật tổng hợp cho các bạn mà đã có lịch hẹn với mình nhé. Thì là theo lịch hẹn này, hôm nay mình hẹn với các bạn là tầm khoảng là hơn chục người đó để ra ngoài này chọn cho các bạn những loại đồ núi rừng cây cảnh tổng hợp các bạn ạ. Đó thì là các bạn chú ý là giờ làm việc là từ 6 giờ đến 9 giờ các bạn nhé. Đó thì trong khoảng thời gian đấy là mình sẽ gọi Zalo trực tiếp cho các bạn để các bạn có thể lựa chọn những cái loại mặt hàng nào mà các bạn ưng ý nhất. Đó lúc này đang là 6 giờ kém rồi các bạn ạ. Đó tranh thủ nào phải có 15 phút nữa thôi là đến 6 giờ các bạn nhé. Nên là bây giờ mình phải tranh thủ ra đấy sớm để chọn cho các bạn những loại cây cảnh lan rừng các bạn ạ. Không thì người ta mua mất các bạn nhá. Ở đây là người ta mua bán rất là nhanh chóng. Đó phải là chọn nhanh, mua nhanh mới kịp các bạn ạ. Không thì nó hết mất các bạn nhá. Bởi vì những mặt hàng này, mặt hàng nó hiếm. Đó, người đặt thì nhiều mà cái hàng nó ít. Và đặc biệt là những khách ở dưới suối người ta ra đây người ta chọn cũng rất là nhiều các bạn ạ. Đó bây giờ mình đang đến cái cầu các bạn nhá. Mình chuẩn bị đến cái khu vực chợ lan rừng các bạn ạ. Đó hôm nay là đến sớm các bạn ạ. Đó đến sớm để chọn sớm các bạn nhá, không thì là nó hết mất đồ. Đó dưới này người ta đang sửa cái con suối các bạn ạ. Đó người ta đang sửa suối này, ô tô máy xúc sửa đây các bạn ạ. Đó vừa rồi là mình đã chọn một số loại gù gương này, loại lúa này cho một số bạn mà đã có lịch hẹn đến mình. Nó mất tầm khoảng là 2 tiếng ở chỗ này các bạn nhá. Từ lúc 6 giờ mà bây giờ gần 8 giờ các bạn ạ, kém mấy phút nữa là 8 giờ rồi. Mất gần 2 tiếng chọn hàng cho các bạn nhá. Đó và đã xong xuôi rồi các bạn ạ. Đó. Còn những bạn nào mà chưa mua được thì là hẹn các bạn ở phiên sau các bạn nhá. Đó, lúc này thì là đó, khách người ta đến xem rất là nhiều này các bạn này. Lúc sáng nay thì là mình phải tranh nhau với khách các bạn nhá. Đó, khách ở dưới xuôi người ta lên trên này. Người ta mua rất là nhiều luôn, mình phải tranh giành mãi mới được một số loại cho các bạn yêu cầu ấy. Đó. Nói chung là phải tranh chấp các bạn ạ. Tranh nhau mua đó. Đó khi sau khi mà đã mua xong rồi thì bây giờ mình quay cho bạn xem về toàn bộ cái khung cảnh ở chợ lan rừng cây cảnh này, khu vực mà bán gỗ lũa các bạn ạ. Đó đây là những khúc gỗ lũa rổi bạn này. Đó những chỗ này có một con khá là cao này, con này cao tầm mét các bạn này, 90 phân thôi. Đó. Có mấy con lũa các bạn này, con này rất là to luôn, con này rộng tầm khoảng 70 các bạn này. Đó cao tầm khoảng 1 mét các bạn nhá. Đó rất nhiều luôn. Và bây giờ bạn thấy là rất nhiều người đến đây, người ta vây quanh người ta xem các bạn này. Lúc sáng nay còn đông nước rồi các bạn ạ, sáng nay thì là rất nhiều khách đến tranh giành mình. Đó bây giờ lắng sớm rồi các bạn ạ, các bạn này nhìn thấy nó rất là rõ luôn các bạn này. Đó những khúc những khúc gỗ lũa rất là to bằng kháo bạn ạ. Đó to nhỏ khác nhau này, mỗi loại một giá các bạn ạ. Các bạn nào mà lấy thì các bạn có thể liên hệ với mình qua Facebook, qua Zalo các bạn nhé. Số điện thoại Facebook, Zalo mình để hết trên màn hình rồi. Đó liên hệ trực tiếp với mình thì mình sẽ hẹn lịch với các bạn trong ngày chủ nhật ấy, buổi sáng để mình liên lạc với các bạn cho bạn xem hàng trực tiếp luôn. Như vừa đấy là toàn gọi trực tiếp cho những khách mà đã đặt với mình ấy. Đó những khúc lũa nó nhỏ nhỏ các bạn này. Đó rất nhiều khách đến đây người ta xem hàng các bạn ạ. Đó ngoài những con to ra thì có những con nhỏ nhỏ các bạn ạ. Đó đây là những con nhỏ nhỏ này, có những con này thì để bàn rất là đẹp các bạn nhá, trang trí bàn bàn làm việc các bạn ạ. Đó những cái loại này là gỗ kháo các bạn nhá. Đo lên chiều cao là bao nhiêu?
những cái con nhỏ nhỏ này là kháo bạn này. Đó. Còn những con cao cao là lúa, ở đây chủ yếu là lúa dổi rất là nhiều. Còn Phú Hương thì có những cái cục cục quặn nhá, nó không phải là lúa các bạn ạ, không có lúa Phú Hương, chỉ có những cục nó nhỏ nhỏ thơm thơm các bạn ạ. Cái sáng này là có mấy cục mình cũng mua được, tí nữa mình quay cho bạn xem. Những con này một con khá là đẹp con này, đó, con này cao 90 phân, đó, rất nhiều lỗ luôn. Đó. Em ơi, cái cục đen này là bằng gỗ gì đấy? Cái đấy là gỗ gì đấy? Cái đấy là gỗ gì? Cái đấy là gỗ gì? Gỗ rừng luôn, không biết tên luôn à? Cái này là gú rồi. Rồi à? Ở đây có mùi như long láo nhỉ. Đây là rồi bạn ạ, một khúc đen đen rồi các bạn ạ. Đó, cái này đặt bàn bốn nước thì cũng khá là ok các bạn nhá. Đó. Những khúc nhỏ nhỏ các bạn để bàn uống nước này hoặc là bàn làm việc. Mỗi người một kiểu bạn ạ. Cái này là gú rồi à? Thế đây là cái gì em? Gú hương. Gú hương các bạn này. Đó, những mảnh của gù hương rất là đẹp các bạn nhá. 500 đi. 500 này mang ra ngoài xe. Cái cục đỏ này là gì? Em ơi, cục đỏ này là gỗ gì đây? Cái đấy như long láo sao ấy? Gù hương à? Gù hương cái gì long láo á? Đây là một con 90 phân các bạn này. Đó. Gù hương thì hôm nay hết sạch các bạn nhá. Gù hương thì hôm nay là chỉ có một con to, con ếch nhỏ này. Con ếch con nhẹ này từ mấy phiên trước vẫn còn này. Chủ của ông đeo cái này thì có thế nào? Thêm chân nữa thì giảm 1 triệu. Đó. Con ếch này thì là vẫn còn được mấy phiên trước. Còn một cái mảnh gù hương nữa vừa nãy là vừa nãy quay cho bạn xem rồi. Ở đây người ta đang tranh nhau mua các bạn nhá. 100 ạ. 500 ấy. Đó, tranh nhau mua các bạn ạ. Ở chỗ này thì hôm nay là hàng cao thì có một con, cái này là cao thôi. Còn những con cao khác thì không còn các bạn nhé. Mấy con như phiên trước là cao 1m6 ấy thì không còn nữa. Chỉ có một con cao duy nhất này thôi. Và con này chở hơi bị khó bạn ạ. Đó, đóng gói cẩn thận. Đó, một con rổi cao. Còn chỗ này các bạn này, chỗ này là một con này cáo bạn nhé. Đó. Con này thì nó giống kiểu chữ Z các bạn ạ. Đó. Giống cái chữ Z quan nhá. Đó, nhìn nó khá là hay, khá là hấp dẫn. Đó, còn bên cạnh đây thì là có ba cái khúc này thì là họ bảo là cái loại này thì trồng trên đồi, họ bảo là cái loại này là sống trên đồi đá này, nó xù xì ra giống như kiểu là cà phê các bạn ạ, đó gốc cây cà phê ấy. Nhưng mà nó là gỗ đồi đá các bạn nhá. Đó. Cái loại này về thì là trang trí. Nói chung cái này dành cho những bạn nào mà thích chơi thì kiểu gì chơi bạn, tự chơi nó có nhiều kiểu chơi đó bạn nhá. Đó. Hàng hôm nay thì nó cũng khá là nhiều bạn ạ. Đó. Như con này cũng khá là đẹp bạn ạ. Con này thì là hình chữ Z. Đó. Con này là con lu kháo bạn này. Ở đây người ta gọi là lu kháo. Không biết chỗ bạn gọi như nào thì không biết, nhưng mà ở đây dân họ bán nó gọi là lu kháo bạn này. Em ơi, bỏ cái chân ra em ơi, bỏ cái chân ra. Là lu kháo bạn này, con này là kích thước của nó là 60-50 bạn nhá. Đó, 1 chiều 60, 1 chiều 50 lu kháo. Đó. Có rất nhiều bạn hỏi là mấy cái con mà lu nghiến ấy mà có thành mặt bằng ấy, người ta làm thành cái mặt bàn đấy. Thôi thì hôm nay là không còn các bạn nhá. Đó. Phiên hôm nay có bằng này hàng thôi. Đó. Sáng thì còn nhiều hơn một chút, họ mua rất là nhiều rồi. Đó, sang bên góc này thì mình thấy có những cái khúc gỗ này các bạn này. Này anh ơi, cái này bằng gỗ gì đấy anh? Thông. Gỗ thông. Hai cái này tất cả thông luôn. Hai cục này là thông các bạn này. Đó. Hai cục này thông khá là to bạn nhé, thông đỏ, bên trong đỏ bạn này. Đó. Đó. Hôm nay là trời nắng ngược sáng quá bạn nhé. Trời nắng ngược sáng này. Đó, đây là những cái cục nhỏ nhỏ hơn các bạn này. Đó, nhỏ xíu luôn.
Cái này để bàn cũng được. Đó. Có nhiều cái to, nhiều cái nhỏ. Như cái này là nhỏ hơn này. Đó. Cũng có một cái khúc nhỏ nhỏ nữa. Cái này là bằng gỗ kháo các bạn nhé. Không phải là... Đó các bạn nhá, đó. Rất nhiều luôn, có những cái cục mà nó nhỏ nhỏ các bạn này. Cái cục này nó cao tầm khoảng 50 phân này. 48-50 phân và nó rộng hơn 40 một chút các bạn ạ. Đó, rộng gần 50 luôn. Đó, cục nhỏ nhỏ này. Cục này cũng là lũ. Cái dưới này là cục gỗ gì đấy? Em củ hương à? Củ hương luôn. Quay to thế. Mới đầu mà mình tưởng một cái que bé vừa đấy là họ bắn rồi à? Cái bé bé là họ lấy rồi à? Cái vuông vuông ấy, đó. Nhanh một cái là họ đã mua rồi các bạn nhá, rất là nhanh luôn. Những cái mảnh củ hương. Đâu đấy bên dưới đấy. Đây đây. Củ hương mảnh bé bé này các bạn này. Cái gì? Đây cái mảnh nhỏ nhỏ các bạn này, đó. Củ hương nó rất là thơm các bạn ạ. Nói chung là củ hương nó không có nhiều hoa văn họa tiết như kiểu là kháo hay là dổi đâu, nó chỉ bằng bằng các bạn này, đó. Nó thành một khối, cái này lấy về để trang trí trong nhà các bạn nhá. Nó thơm các bạn ạ. Đuổi ruồi và đuổi muỗi, muỗi ngửi cái mùi hương này là nó sợ luôn, nó chạy hết các bạn ạ. Đó, thường thường người ta lấy cục củ hương về người ta để trong nhà cho. Em ơi, đây cũng là củ hương luôn à? Đó, đây cũng là củ hương các bạn này. Đó. Đây cũng là củ hương nhá. Nói chung đây cũng là củ hương luôn. Hai cục nhỏ nhỏ này cũng là củ hương luôn này. Đó. Đây là kháo các bạn này. Còn củ hương người ta xếp riêng ra một góc này, riêng gỗ củ hương này. Đó, cái này khách trong Sài Gòn rất là nhiều luôn các bạn nhá. Nó thơm mà đuổi muỗi. Đó. Ở bên này các bạn thấy là hôm nay hàng có bằng này thôi. Đó. Người ta mua bán cũng khá là nhiều rồi nên là còn bằng này hàng. Các bạn chọn con nào thì các bạn chọn nhá. Đó. Thì mình thấy là con này cũng khá là đẹp các bạn này. Đó. Con này thấp thấp nhỏ nhỏ xinh xinh này. Đó, các bạn thích con nào thì các bạn có thể là alo cho mình nhá. Có những con to, có những con nhỏ. Đó, hàng hôm nay thì không có nhiều, có bằng này thôi. Mình quay đi một tí xong mình ra khu vực chợ Lan Rừng cây cảnh các bạn nhá. Nói chung là chợ này nó tùy từng hôm, có hôm có nhiều, có hôm có ít. Nó không phải là hôm nào cũng có nhiều, nhưng hôm nay là có bằng này hàng. Và hàng hôm nay thì nó không phải là to như mấy hôm trước. Đó, những cái hàng nó nhỏ nhỏ thôi bạn ạ. Và mình quay các bạn xem cái con mà mình mua cho một bạn rồi các bạn nhá. Đó, cái này mình mua cho một bạn ở trong Sài Gòn này. Đó. Con này khách đặt rồi lấy rồi. Nhỏ con này, đó, cao 1m24. Nói chung là cao 1m2, đó. 4 phần thì không tính nữa, cao 1m2. Đó, nhìn khá là đẹp, khá là bắt mắt, đó. Nhỏ con, đẹp. Đẹp long lanh các bạn ạ. Đó, mình dựng ở đây để quay cho bạn xem cho nó dễ này. Một con này là khách ở trong Sài Gòn đặt rồi các bạn nhá, lấy xong rồi. Đó, một con này nói nhìn nó mỏng manh này, đó, rất là đẹp luôn. Con gọn mỏng manh. Con này là gỗ dổi các bạn nhá. Đó. Gỗ dổi. Đứng xa xa một chút cho bạn xem tổng thể con này. Đó. Đó, con này gỗ dổi các bạn này. Đó. Cao 1m24. Còn đây là những cái mặt đằng sau này. Đó, đó. Mặt đằng sau của những cái con cao 1m6 các bạn này. Đó. Đây là con nhỏ nhỏ hơn các bạn này. Đó. Một con này là cao 90 phân. Đó. Ui. Đây là những mặt đằng sau bạn. Đó, đây là mặt đằng sau của những cái con mà lúc trước mình quay ấy. Đằng sau thì nó xấu hơn nên người ta quay mặt đằng sau lại bạn ạ. Đằng sau thì là cái mặt nó nhăn nhăn bình thường thôi. Đó.
Đây, con này cũng là mặt đằng sau của nó bạn này. Mặt đằng sau nó không đẹp cho lắm nên là người ta quay lại đằng sau. Còn những cái mặt đẹp thì người ta quay đằng trước. Đó các bạn ạ. Rất là nhiều luôn các bạn nha, tha hồ mà lựa chọn. Đó, khi quay đây xong là mình sẽ vào trong khu bên trong kia. Đi vào khu vực chợ Lan Rừng cái cảnh các bạn ạ. Đó. Nói chung là hàng hóa hôm nay là khá là nhiều. À, những cái con này mình đã quay hết cho bạn xem rồi nhá. Đó các bạn này, đấy, những con này là 300 một cục các bạn này. Đó. Đó, vậy là từ nãy giờ mình đã quay cho bạn xem toàn bộ cái khu vực này rồi các bạn ạ. Đó, hàng hóa thì các bạn cũng xem được rồi. Đó, nó không phải là quá là ít mà cũng không phải là quá là nhiều. Hôm nay hàng hóa là cũng trung bình các bạn nhá. Và điều đặc biệt là hôm nay là không có cái những cái con to, chỉ có cái con nhỏ nhớ thôi. Và nó cũng rất là xinh xắn các bạn ạ. Và các bạn nào mà lấy lại gì các bạn alo cho mình nhá các bạn nhá. Đó, gọi Facebook, Zalo. Đó, cho mình số điện thoại mình để hết trên này được. Các bạn có thể nhìn thấy rất là rõ luôn. Đó. Chỗ này là một con cao nhất các bạn này. Đó. Rất là đẹp luôn. Còn những cái con này là cái con gọi là rỗ trên đồi đá bạn ạ. Họ lấy trên đồi đá về nó có cái hình sần sùi như này. Đó. Đó, lúc này thì trời nó tạnh nắng các bạn ạ. Đó, nhìn nó rõ hơn này. Cái trời lúc thì nó nắng quá, nhìn rất là chói luôn. Chỗ sáng chỗ tối. Đó, hôm nay là chợ có bằng này các bạn nhá. Đó, vừa nãy là cũng quay rất là kỹ rồi. Bây giờ mình đi một lượt cuối cùng này để cho các bạn xem. Đó. Hàng hóa thì hôm nay là có như thế này. Và hôm nay là có ba con này là ấn tượng nhất này. Đó, nó khác bọt so với những con khác. Con mới các bạn ạ. Đó. Cái này là gọi là gỗ rừng các bạn ạ. Họ cũng không biết tên là gỗ gì nhưng mà nó sần chùi như này là người ta lấy về người ta mang ra chợ bán các bạn nhé. Đó. Toàn bộ khung cảnh ở cái chợ này. Chợ đồ núi rừng các bạn ạ. Gỗ lũa, gỗ nu. Đó. Thôi bây giờ mình sẽ đi vào trong chợ Lan Rừng các bạn nhá. Đó. Ở đây nó cũng khá là nhiều rồi. Mất hơn 2 tiếng ở đây rồi. Bây giờ mình vào trong này. Sau khi mà rời khỏi cái khu vực bán gỗ lũa, gỗ lù thì bây giờ mình đang tiến vào khu vực bán Lan Rừng cây cảnh các bạn nhá. Đó, lúc này là 8 rưỡi các bạn ạ. Mất rất nhiều thời gian ở cái khu vực gỗ lũa, gỗ lù đấy để chọn cho các bạn. Đó. Và bây giờ mình đang tiến vào trong này các bạn ạ. Chợ Lan Rừng cây cảnh. Đó, phải đi nhanh không ạ? Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe. Phải đi nhanh còn kịp các bạn nhá. Trong này người ta cũng mua bán rất là nhiều luôn. Đó, những loại lan rừng ở dưới xuôi người ta rất là thích và người ta này người ta mua rất là nhiều các bạn ạ. Bây giờ mình phải đi lấy cho các bạn nhá. Vừa đi quay phim cho bạn xem hôm nay lan rừng có những loại gì và vừa đi chọn lan rừng cây cảnh cho các bạn. Đó. Chợ thì một tuần có một phiên thôi nên là người ta mua bán rất là nhiều các bạn ạ. Các bạn nhá. Đó. Hôm nay thì nó cũng có một số loại lan các bạn này. Như là hoàng thảo tam bảo trúc các bạn này. Đó. Lúc này là cũng khá là muộn các bạn ạ. Sau một lúc mình chọn hàng lấy hàng cho các bạn mà có đặt lịch với mình ấy thì bây giờ mình mới xong việc và bây giờ mình mới quay cho bạn xem nhá các bạn nhá. Đó. Hoàng thảo tam bảo trúc. Hoàng thảo tam bảo trúc các bạn này. Đó, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đó. Chỗ này là có mấy gốc nhỏ nhỏ thôi. Đây là cả gốc hồng các bạn này. Đó. Bạn nào lấy gì thì alo cho mình nhé bạn nhé. Ngoài ra chỗ này là có một số này địa lan các bạn này. Đó. Người ta có từng khóm đây. Và bên cạnh nhà mình thấy người ta bán một cái loại gọi là cây lá dổi nước các bạn nhé. Đó, cây lá dổi các bạn này. Cây này là dổi này là gọi là dổi ăn lá các bạn ạ. Nó rất là thơm mà có một cái mùi vị đặc trưng các bạn nhé. Nó không phải như kiểu là cây dổi mà to cao các bạn ạ. Cây này là cây lá dổi ăn lá các bạn nhé. Không phải ăn hạt. Đó. Cây này các bạn lấy về trồng. Không phải lấy cái lá làm nước chấm thì rất là ngon bạn ạ. Cái này là một số loại như là cây chữa gan các bạn này.
chữa u gan, đau gan các bạn này, đó, gan sưng, cây này cây gọi là cây chữa gan các bạn nhé, đó, cây táo mèo các bạn này, đó, táo mèo, cây nhỏ con là người ta có cả bầu các bạn này, đó, có cả bầu đây, đó, bạn nào lấy cái gì thì các bạn alo cho mình các bạn nhé, đó, cây táo mèo. Có một loại nữa là táo mèo đỏ các bạn ạ. Có một loại nữa là cây táo đỏ, nó ở đằng khu trên kia, tí nữa mình ra đấy mình quay bạn xem. Còn đây là cây táo mèo các bạn này. Đó. Cây táo mèo. Cây chữa gan các bạn này, quay kỹ một chút các bạn xem nha. Cây này là cây chuyên chữa bệnh gan này, đau gan, sưng gan. Đó. Đau gan, sưng gan. Nói chung là các vấn đề về gan các bạn ạ. À, dùng cây này chữa các bạn nhá, luôn nên uống các bạn này, luôn nên uống các bạn nhá. Rồi, tiếp tục mình di chuyển thôi, sang bên này, sang bên này cái này mình thấy là phi diệp vàng các bạn này, nó giống phi diệp thì nó thân nó mỏng manh mà nó gọi là thân xõa các bạn nhá, xõa xuống. Đây ông chú này có cái chùm tam bảo trúc đẹp thế, chú mua à chú hay là chú bán đấy? À, chú này chú mang đi bán, chú mang đi bán à? Hả? Chú mang đi bán à? Bán. Cái chú này bao tiền đấy? 100.000 chú này, ok. Chú này chú mang đi bán các bạn nhá. Rất là đẹp luôn các bạn ạ, hoàng thảo tam bảo trúc. Đó, một chùm đang trong cái tầm lở hoa các bạn này, rất là đẹp. Đó. Mình đang quay đến đoạn này, đoạn phi diệp vàng các bạn này. Thì có một ông chú ông ra đây có cái chùm hoàng thảo tam bảo trúc đẹp quá luôn, quay lên cho bạn xem. Đó. Tiếp tục ra khu này các bạn này. Đây là phi đập tím các bạn này, đó một chùm phi đập tím. Hôm nay là có mình đi tìm một loại kiều lan tím nhưng mà không có bạn nhá. Có phi đập vàng này, phi đập tím các bạn ạ. Đó. À, hoàng thảo tam bảo trúc là có nhiều luôn. Còn cái loại khác thì là hiếm, ít lắm các bạn ạ. Cái chỗ này là hoàng thảo đuôi gà các bạn này, hoàng thảo đuôi gà. Hoàng thảo đuôi gà các bạn nhá, tên nó là như vậy. Hoàng thảo đuôi gà các bạn ạ. Đó. Có một chùm nhỏ nhỏ thôi. Bên cạnh này là những loại tam bảo trúc các bạn này. Đó, này không phải có quá là nhiều mà chỉ có ít ít thôi. Đó, ngoài ra có những gốc địa lan các bạn này. Địa lan rồi là cây này là cây lấu thắng cố bạn nhá. Thắng cố thì dùng cái này, cây này để nấu này. Thì nó rất là thơm, có mùi vị đặc trưng của cây thắng cố bạn ạ. Có mùi vị đặc trưng của thắng cố bạn nhá. Nói chung là thắng cố là phải dùng cái cây này các bạn ạ. Đó, gọi là cây lấu thắng cố. Rồi đây là những cái gốc địa lan các bạn này. Đó. Em ơi, đây là lan gì đây em? Hả? Đây là lan gì? Lan đuôi cáo à? Đó, chỗ này là có gốc lan đuôi cáo bạn này. Nhưng mà bây giờ nó chưa có hoa à? Cái này nó bé nó chưa à? À, nó bé nó chưa ra hoa. Lan đuôi cáo bạn này. Đó. Bây giờ nó bé là chưa có hoa các bạn nhé. Ngoài ra thì cũng có một số loại cây chữa gan này các bạn này. Cây này cây chữa gan này. Cây chữa gan nó còn bé bé này các bạn này. Đó, lan đốt trúc. Đây là loại lan kim tuyến các bạn này, kim tuyến là thân xanh. Nó có hai loại, loại kim tuyến thân xanh và kim tuyến thân đỏ, lá đỏ. Đó, hai loại là khác nhau hoàn toàn, màu sắc khác nhau. Cái loại thân xanh này lá nó bé bé các bạn nhá. Đó, còn chỗ kia là hoàng thảo tam bảo trúc các bạn này. Đó. Rất là đẹp luôn. Đẹp tuyệt vời. Đó. Hoàng thảo tam bảo trúc một chùm bạn nhá. Anh ơi, cái cây này là cái cây gì đấy anh? Cây thuốc ở nó chữa cái gì hả? Nó chữa cái gì ạ? Chữa đau bụng à? À, đây vẫn là lan đùi gà bạn này. Hôm nay là thân trúc không có các bạn nhá, chỉ có đùi gà thôi. Đó, lan phi diệp con này. Đó. Rồi những loại lan lọc quặn này. Đó. Rất là nhiều luôn. Đây giới thiệu bạn đây một loại nho rừng bạn này. Nho này là ăn khá là ngọt ngọt bạn nhá, ngâm rượu được.
đó, uống khá là thú vị các bạn ạ. Loại nho rừng đó, các bạn nhá, chỉ trên vùng cao mới có cái loại nho rừng này thôi. Để ăn nó mát mát các bạn ạ, vừa chua chua vừa ngọt ngọt. Và đây là những cái chùm vàng thảm tam bảo trúc các bạn ạ. Đó. Hôm nay là không có phi, không có là thất diệp nhất chi mai các bạn ạ. Hôm nay không có đâu các bạn nhé. Hôm nay là mình cũng đi tìm cho mấy khách đặt nhưng mà không có các bạn ạ. Đây là củ giá anh Yến các bạn ạ. Đó ạ. Anh có bằng này thôi. Cái này tầm khoảng 2 cân. Đó, củ giá anh Yến. Anh ấy là chữa đau lưng xương khớp các bạn nhá. Đó, thì anh ấy là chữa đau lưng xương khớp. Rất là nhiều tác dụng các bạn ạ. Trong đó có tác dụng là chữa đau lưng xương khớp này. Đó, giá anh ấy thì là chữa chủ đạo là đau lưng xương khớp. Chữa chủ đạo là đau lưng xương khớp các bạn nhá. Đó. Giá anh ấy thì nó tròn tròn này các bạn ạ. Đó, nó không như kiểu là tầm gửi nghiến thì nó dài lêu giống như kiểu là cái loại mà mú tỉnh đấy. Đó, còn đây là giá anh nghiến. Đó, đó, đây chỗ này là những gốc hồng các bạn nhá. Đó, cái này là tươi nguyên đấy à, tươi nguyên đúng không? Gốc hồng, hồng này hồng leo đấy à? Hồng, à, hồng leo bạn ạ. Đó, chỗ này tiếp tục là những cái loại hoàng thảo tam bảo trúc các bạn ạ. Rất là nhiều luôn. Đó, ra đây thì mình thấy cái chỗ này người ta bán nó khá là nhiều những quả dâu da rừng các bạn nhé. Đó, dâu da rừng bán khá là nhiều đây. Quả này nó mọc từ thân cây ra các bạn này, ăn nó mát mát, ngọt ngọt các bạn nhé. Ăn mát mát ngọt ngọt này. Quả này thì là nó mọc cái kiểu quả sung ấy. Đó. Dâu da rừng. Tiếp tục mình di chuyển sang bên này các bạn này. Bên này thì có mấy loại như là thớt các bạn này. Thớt rồi là lấm ngọc cầu này, chữ yếu sinh lý các bạn nhé. Đó, ngọc cầu bây giờ đang ra mầm các bạn này. Ngọc cầu các bạn này. Đó. Ngọc cầu đang ra mầm các bạn này. Đó. Rất là nhiều luôn. Bạn nào lấy thì alo cho mình các bạn nhé. Có con ốc rừng các bạn ạ. Đó. Người ta bán trong bao tải các bạn nhá, nó bò lêu nghêu này. Phải để trong bao tải cho người nó bò ra ngoài mất. Còn đây là những cái thớt các bạn ạ. Đó. Đây có cái thớt rất là to, thớt này là to hơn 50 các bạn ạ. Đó. Và có cái thớt nghiến nữa cơ. Đó, đây là tại thớt nghiến các bạn nhá. Đó. Bạn nào mà lấy gì alo cho mình bạn nhé. Cái thớt này rất là to luôn. Quả thớt này to 50 bạn ạ. Cực kỳ là to luôn. Ngoài ra bên này người ta bán những quả táo rừng các bạn này. Ăn khá là ngọt các bạn nhé. Táo rừng ăn khá là ngọt luôn. Rồi là những cái loại lấm ngọc cẩu các bạn này. Lấm minh chi rừng. Đó, không phải linh chi đỏ. Minh chi đỏ thì quý hơn các bạn ạ. Đó. Lấm này có lấm minh chi có rất nhiều tác dụng bạn ạ, chữa phá tan khối u này, cải thiện sức khỏe các bạn này, đó, nói chung là nó có nhiều tác dụng các bạn nhé, tăng cường bồi bổ sức khỏe này, nói chung là lấm có rất nhiều tác dụng bạn ạ, như mấy video trước mình cũng liệt kê ra rồi, tác dụng chủ đạo đó là ức chế và phá tan khối u các bạn nhé, đó, rất nhiều tác dụng bạn ạ, đó, ngoài ra đây là, anh ấy đây là quả là quả gì đấy? Củ 30 này. Nó chưa cái gì anh? Nó chưa cái gì à? Bán không biết nó chưa gì á? Củ này gọi là củ 30 bạn ạ. Nó hỏi người ta không biết là chưa cái gì luôn. Đó, sang bên này nó cũng có mấy cái loại khác các bạn, quay loại lạ cho bạn xem. Rồi, cái này là những loại lúa này. Cái loại này bằng kháo đỏ các bạn nhé. Đó. Kháo đỏ bạn này. Đúng không? Kháo đỏ, bạn nào mà lấy gì bạn alo cho mình các bạn nhé. Đó, nó có 4 cục. Nhìn khá là nhỏ nhắn xinh xắn và khá là đẹp các bạn ạ.
sang bên này mình thấy người ta bán những quả lê tai lùng các bạn này. Đó. Ăn rất là ngon, rất là mát các bạn nhá. Rồi là mật ong rừng các bạn này, nó đóng từng chai một. Đó, người ta đong ra chai luôn đấy này các bạn. Đó, người ta đong thành chai các bạn nhá. Đó, lấy từ trong xô ra đong ra chai này cho khách người ta xem. Mật ong rừng nó rất là sánh các bạn này. Đó. Quá là sánh luôn, sóng sánh luôn. Đặc sệt chuẩn 100%, các bạn nào mà lấy thì bạn alo cho mình các bạn nhá. Đó. Ở khu vực này khu vực bán dao mèo bạn, dao của người Mông. Đó, rất nhiều dao luôn. Bên này có con sóc. Sóc rừng bẫy được người ta mang đi bán luôn này. Đó. Đó, con sóc này khá là đẹp bạn nhé. Sóc đẹp tuyệt vời luôn. Đây chỗ này là có những cái hòn đá tự nhiên đấy các bạn ạ, đá tự nhiên thì người ta tiện thành cái bình các bạn nha. Hai cái con này là đắt hết các bạn ạ, 6 triệu cái cặp này. Đó các bạn ạ, cặp đá này. Đó người ta làm từ cục đá này các bạn này. Cục đá này luôn các bạn nhá, đá nó hình hài như này luôn này. Đá tự nhiên, đó. Rồi bán những cái cối kia, cái chày. Rồi tiếp tục này, cái này là hoàng thảo tam bảo trúc các bạn này, đó. Ra đây là cũng là hết chợ bạn ạ. Hôm nay là đồ lưới rừng, cái cảnh hôm nay nó ít quá các bạn nhá. Đó, với cả hôm nay là mình đi chọn hàng cũng khá là nhiều nên là đến cái tầm này là cũng gọi là hết hàng rồi bạn ạ. Đó, và đến đây là mình cũng xin phép được kết thúc cái thước phim ở tại đây các bạn nhá. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở một cái video tiếp theo trên kênh Hàng Gió Vùng Cao. Hôm nay là chủ đạo là đi lấy hàng các bạn ạ, xong rồi mình tranh thủ mình quay một chút cho các bạn xem thôi. Về cái khu vực chợ lan rừng cây cảnh này. Đó các bạn ạ. Chào các bạn nhá. Trước khi các bạn rời đi thì các bạn cho mình xin một like, một đăng ký kênh để đón xem các video tiếp theo trên kênh Nắng Gió Vùng Cao. Chào các bạn nhá. Ngoài ra các bạn có đặt mặt hàng thì các bạn có thể alo cho mình. Chào các bạn nhá.